Mở đầu bộ phim là hình ảnh một ông anh giang hồ xăm trổ đang làm món cơm trứng cuộn cute hột me. Nhưng tiếc thay cô vợ đang vội vàng cho cuộc họp ở chỗ làm nên đành bỏ bữa sáng. Ngay lập tức anh đóng gói hộp cơm cẩn thận lại và cưỡi xe đạp khi tới đưa cho vợ. Trên đường đi mấy ông cảnh sát nhận ra anh chính là rồng bất tử, một gia cu gia huyền thoại từng một mình đập tan 10 trụ sở của địch thủ trong một đêm. Nhưng sau đó anh đột nhiên biến mất và giờ thì xuất hiện dưới bộ dạng anh nội trợ đảm đang. Tay đa cấp này đến nhà Tatsu định bán mấy con dao đều nhưng vừa bước vào cửa là cảnh tượng trên tay anh ta cầm một con dao với tương cả dính đầy người. Dù ông có chút rén nhưng vốn là lừa đảo chuyên nghiệp nên lão vẫn cố gắng giới thiệu sản phẩm rất bình thường. Tatsu thì xoay xoay cắt cắt thử nghiệm con dao một chút. Trong lúc thử anh còn nhắc đến chuyện gần đây đang có vụ lừa đảo người dân bị mua phải hàng dởm với giá cao. Tatsu quyết định đem thử luôn thứ này vào bếp làm ra món hamburger bít tết. Ông chú kia ăn mà cảm giác như được lên mây vì cái vị của không tan chảy ở trong miệng. Món ăn ngon đến nỗi ông xúc động khóc nhớ về quê nhà. Chuyển cảnh anh chàng này là Masa cấp dưới cũ của Tatsu bấy lâu nay vẫn đang cố tìm tung tích của đại ca. Mà thế éo nào thấy ngay Tatsu đang đứng mua rau củ ở siêu thị. Cậu chạy lại than thở anh tự nhiên bỏ đi làm đàn em khốn đốn và băng Zaki của anh đã phải giải tán. Tatsu cho một mùi lửa rồi nói muốn ra chỗ khác nói chuyện làm đàn em thấy khá căng thẳng. Nhưng nơi mà ông anh dẫn tới là một lớp dạy nấu ăn học làm món bánh khoai phô mai. Masa tức điên cái đầu mắng anh cả bọn thì đang chờ rồng bất tử trở lại. Vậy mà lão lại thản nhiên trên bánh khoai, nhưng Tatsu đã rửa tay gác kiếm từ lâu và trở thành một ông nội trợ rồi. Địa bàn anh cần bảo vệ giờ chỉ có gia đình. Thằng đệ tức giận hất văng món bánh làm vỡ tan cái đĩa. Thế là anh liền bị Tatsu ném ra ngoài cho ăn liên hoàn bà tai. Mấy tên này thuộc bang Kunimi đang săn lùng và rất muốn ra tay với tên rồng bất tử. Không hiểu ông Tatsu đi kiểu gì mà đâm vỡ cửa kính cắm đầu vào xe của hắn. Hắn cho rằng anh vừa tấn công bọn chúng nên bọn chúng dí theo anh. Bọn chúng đuổi vào tận siêu thị nhưng ông thánh của chúng ta lại gặp một cuộc chiến khốc liệt hơn đó là tranh giành mua hàng giảm giá thậm chí còn quay ra mắng hai thằng đuổi anh không biết tranh thủ săn mấy món hàng giúp anh đối với tatsu săn hàng giảm giá là chiến trường làm tên kia tức điên lên hắn rút súng nhưng tatsu nhà ta với vài đòn cơ bản trong chớp mắt đã gạt được khẩu súng và đeo cho gã đôi găng tay len anh còn nhắc nhở hắn trời lạnh rồi đừng để bị cảm tên giang hồ nhớ lại ngày xưa do nhà không có tiền nên mẹ chỉ mua được đôi găng tay ấm áp làm quà cho anh Thanh niên đã gục ngã vì xúc động nhớ mẹ. Vợ Tatsu là nhà thiết kế, một người phụ nữ có sự nghiệp. Anh thì đang ở trong một cửa tiệm bán đồ về anime. Anh nhẹ nhàng tiếp cận người quản lý và hỏi có bộ phim biệt đội truy bắt tội phạm không. Tối đó người vợ sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về. Bất ngờ cô bị anh chồng kiểm tra người trước khi vào nhà. Trong nhà thì bày ra cả đống thứ gì không. Hóa ra là để chúc mừng sinh nhật cô vợ Miku thân yêu. Món quà sinh nhật mà Tatsu tặng vợ là bộ phim biệt đội truy bắt tội phạm. Đây chính là thứ cô cực kỳ yêu thích, nhưng tiếc thay Miku đã có phần này rồi. Nghe đến đây anh chồng lập tức rút con dao ra để chịu hình phạt vì đã không làm vợ vui. Đây là con mèo Jin nhà anh, nó tự giác nhảy lên mở cửa ban công rồi chuồn ra ngoài chơi. Nó đi nói chuyện với đám kiến đám chim với cả con ếch. Tình cờ nó trèo vào một ngôi nhà lớn thấy có cô chó bị xích. Jin tiến lại gần hỏi có han có ổn không. Chuyện là cô chó này vừa mới vui vẻ đuổi theo một con bướm. Nhưng một hồi không hiểu sao mình lại chẳng thể di chuyển được. Jin mới chỉ ra cái dây bị rối rồi hướng dẫn con chó đi vòng quanh nhưng thậm chí còn rối hơn. Tatsu đang hướng dẫn cho con robot hút bụi dọn nhà. Thấy nó không thể tiến vào góc được vì vướng cái dây điện. Thế là anh lập tức chửi cái máy mày tấn công thẳng vào cái chỗ đầy bụi bạm đấy cho tao. Dù sao mày cũng chỉ là tên nghiệp dư được vợ tao mang về mà thôi. Mày cần phải học hỏi để làm một ông nội trợ chuyên nghiệp. Con mèo Jin cứ thích nghịch ngợm quậy phá vô tình bị con robot hút cái đuôi vào làm nó giật nảy lên rồi đánh đổ tùng lung các thứ trong nhà còn văng cả một cái chai vào mặt Tatsu. Đúng lúc đó bà chủ nhà ghé qua thăm thì chứng kiến cảnh tượng Tatsu nằm sóng xoài trên sàn với cơ thể bé bét màu đỏ thấm. Công việc hôm nay của anh là trông trẻ vì một người mẹ có việc đột xuất. Cậu nhóc nhận ra chú này là kẻ đáng sợ thỉnh thoảng thấy ở gần đây. Thế nên vào trong nhà cậu chỉ đứng yên rất ngoan ngoãn. Tatsu mời nhóc ăn mấy cái bánh quy tự làm rất ngon rồi lôi game ra chơi. Cậu bé hí hửng được chơi điện tử tại nhà nhưng là nhà cái đến từ châu Âu. Ông chú lôi xúc sắc ra làm cậu bé tụt hết cả mút. Cậu bé chợt thấy mô hình cảnh sát trong phim biệt đội. Cậu sung sướng chơi với nó mà lỡ chân ngã làm vỡ đôi món đồ. Đây là mô hình nhân vật trong phim mà Miku rất thích. Tatsu liền gào thét bức tượng mau sống lại đi, thấy cậu nhóc có vẻ rất hối lỗi. Anh an ủi cậu không sao hết và anh đã tìm ra cách giải quyết. Đó là cho con mô hình đã chết vào một cái xô rồi đem chôn xuống đất. Nhưng đúng lúc cô vợ về tới thắc mắc anh đang làm gì, thì Tatsu vội quỳ xuống xin lỗi vợ. Masa đang đi trên đường lỡ đụng vai phải một gã thanh niên liền vinh váo cái mặt lên thách thức. Rồi anh bảo chúng nó chờ một tí để anh tra cách đánh nhau với nhiều người trên Google. Cơ mà wifi lag quá cha mãi không xong, thì bất ngờ đại ca Tatsu xuất hiện. Masa lập tức núp bóng anh rồi bảo đại ca dọa cho bọn kia một trận. Thế là anh liền bị Tatsu cho ăn vỗ tay vào mặt. Anh mắng Masa chính anh là thằng gây sự thì phải tự biết kết thúc. Đám giang hồ nhận ra anh đó cũng là rồng bất tử nên đám kia cũng chả muốn dây dưa mà bỏ đi. Masa còn cố cà khịa bọn chúng là đồ vô dụng, làm chúng nó sôi máu quay lại cướp thanh gỗ trên tay Tatsu rồi vụt cho anh một trưởng vào đầu. Chưa hết một thằng giúp con dao gia định xiên thì bị Tatsu chặn được hết sức dễ dàng bằng cuốn sách nội trợ. Bọn nó lúc này mới sợ hãi rút lui, Masa thì rất ngưỡng mộ Tatsu. Anh nghĩ không lẽ Tatsu làm ông nội trợ là có liên quan tới băng Yakuza, nên lập tức xin Tatsu hãy chỉ dạy cho anh. Dưới sàn nhà là các dụng cụ sắc nhọn nguy hiểm nhưng hóa ra Tatsu chỉ đang tự tay làm một cái ghế ngồi dễ thương. Anh nhận ra dạo này mình hơi mập anh lấy cái vòng ra lắc vài vòng. Nhưng nó vướng víu quá liền bị vợ đuổi ra chỗ khác. Miku gợi ý cho anh đến một phòng tập thử miễn phí. Và thế là ông chồng nội trợ đã ghé qua chỗ tập thể dục nhịp điệu tạo dáng các kiểu. Tư thế này giống lúc Tatsu bị ông chủ lấy kiếm gỗ đánh. Tư thế này là khi sẵn sàng bị lên thớt vì làm hỏng đại sự. Còn đây là tư thế ngồi trên xe và đưa chìa khóa cho đàn em để lên núi Phi Tang. Sau đó Tatsu vô tình đi nhầm vào phòng thay đồ nữ thì tự giác lao ra ăn năn hối cả. Anh còn nói anh đã sẵn sàng để mấy người trói lại và chôn trên núi, mặc dù họ đâu có giận gì anh. Hôm nay Tatsu đi chợ cùng vợ anh hỏi muốn tìm thứ bột trắng đó ở đâu. Cô nhân viên xanh mặt khiến Miku phải giải thích ý là bột mì. Cô vợ thì cái gì cũng thích cũng đòi mua hết, nhưng anh chồng không cho làm nhỏ giận dỗi mắng anh mặt dâu rồi còn bảo anh gã lưu manh đeo kính tatsu liền mắng lại thì lại bị mấy bà xung quanh bàn tán giang hồ quấy rối dân thường nghe vợ nói mọi người đều sợ mình nhưng tatsu không tin mà cho rằng mình luôn thân thiện với hàng xóm thậm chí đến cả nhân viên bán hàng còn thấy sợ không dám hỏi anh muốn mua gì nữa là miku liền thử mua quần áo mới cho chồng cơ mà bộ nào trông cũng chả khá hơn là mấy cô vợ nói là một người nội trợ anh cần phải đáng yêu hơn mà dù sao so với lần đầu gặp thì tatsu cũng đã tiến bộ rất nhiều rồi miku bất ngờ thấy chồng đeo cái tạp dề hình phim biệt đội dễ thương Miku mê mẩn mà quên luôn cả mọi người xung quanh. Hôm nay Jin lại chuồn đi chơi. Tình cờ vào một sân vườn nọ nó tự giác đào đất lên đỉnh ị bậy. Con mèo nhà đó thắc mắc cô đang làm gì thì Jin hồn nhiên đáp nó đang đi nặng. Nói xong nó tiếp tục quay lại công việc đang dở làm con mèo đen phải lao đến mà lỡ đánh đổ cái cây. Nó cho Jin một cái vỗ mặt rồi lôi Jin vào bắt phải nó phải đi trong nhà vệ sinh của mèo. Vài tháng trước thanh niên này mới được ra tù, nhưng tiếc là chẳng có ai tới đón cả. Hôm nay lại vô tình gặp Tatsu và Masa thì hai người nhận ra ngay đó là Toza Một tên vô cùng bạo lực và là đối thủ duy nhất của dòng bất tử được mệnh danh hổ nắm đấm thép. Nghe nói trong thời gian ngồi tù Tatsu đã phá tan băng của hắn nên giờ chẳng còn nơi nào để đi. Hắn phải bán bánh dạo, hai kẻ ra cu ra một người đã trở thành ông nội trợ. Một bên thì bán bánh kép, không lẽ đây sẽ là một trận chiến huyền thoại. Nhưng không hai thanh niên chỉ đơn giản là thi đấu kỹ thuật nấu ăn để làm ra món bánh kếp hoa quả nhiệt đới và thạch hạnh nhân mứt trái cây. Song xuôi là chụp ảnh bằng những góc độ đẹp nhất đăng lên Instagram. Kết cục là sau 2 tiếng đồng hồ cả hai vẫn y nguyên không lượt thích. Hôm nay hai vợ chồng đi ngắm nghía ô tô để chuẩn bị mua. Miku thì cái nào cũng mê cũng khen nhưng Tatsu thì ngược lại. Anh toàn tìm ra điểm để chê chiếc xe đó. Cuối cùng người thành viên mới tìm ra được một chiếc ưng ý anh chồng nhất. Tatsu thắc mắc kính này có chống đạn không? Rồi anh còn định lái xe của cửa hàng người ta đi mua đồ giảm giá. Miku nhắc anh hãy nhìn xung quanh và chuẩn bị cho mọi tình huống. Nghe đến đây Tatsu lập tức tưởng tượng tới cảnh anh nhân viên trước mặt là sát thủ rút súng ra bắn mình. Anh lập tức phóng xe phi vù vù bỏ chạy. Chưa hết thánh còn nghĩ ông cụ đang đi trên đường rút khẩu hỏa tiễn ra bán thịt kêu tất cả nằm xuống. Vậy là chốt lại anh chồng quyết định bỏ vụ mua xe. Hôm nay Tatsu tới nhà Masa thì thấy đống quần áo lộn lộ xộn của cậu ta, thấy Masa định tống hết vào máy giặt. Anh lập tức có anh một phát rồi mắng anh cần phải phân loại đồ trắng và đồ màu. Tatsu chợt nhận ra một cái áo của Masa bị dính mì u đông cà ri. Tatsu liền vào giặt tay ngay, rồi anh còn hướng dẫn và giảng giải về tác dụng của bột giặt trắng. Mà lúc nào anh cũng mang theo người, chưa hết Masa còn một đống bộ đồ khác bị dính vết bẩn. Nào là kem với bùn đất, Tatsu cũng lôi ra cọ giặt thật sạch hộ thằng đề. Và một tháng trước Tatsu mới mua nguyên một đống máy móc chất đầy nhà như máy khâu với máy bảo đá vân vân. Vì quá chật trội quá nên Miku gợi ý sau anh đem bán bớt ở chợ trời trên phố. Và thế là ông chồng đã mở quầy hàng nhưng việc buôn bán có vẻ không thuận lợi. Gã này là bảo kê thuộc một băng đảng nọ. Đang đòi tiền mấy người dám bán hàng trong địa bàn của mình. Ngay khi đó Tatsu lên tiếng yêu cầu dẹp trò bạo lực đi anh bạn. Đám bảo kê nhận ra đây là dòng bất tử làm thằng đại ca chân run lẩy bẩy nhưng vẫn tỏ vẻ không sợ gì hết. Tatsu yêu cầu đi ra chỗ khác giải quyết. Nhưng vì đã từng là giang hồ nên chuyện về địa bàn thì anh hiểu nên muốn tặng cho hắn một cái dao nạo coi như tiền bảo kê cơ mà thanh niên kia lại tưởng tatsu muốn gọt móng tay mình thì càng run như cầy sấy chưa hết tatsu còn tặng cả mái xe hình cá mập tên bảo kê nghĩ không lẽ anh sẽ say thịt mình cuối cùng là một con vịt nổi trên mặt nước hắn lại tưởng mình sắp bị ném xuống biển và thế là tên đại ca không chịu được nên đã ngất xỉu vì sợ hôm sau tatsu đang tưới nước cho mấy cái cây nuôi trong nhà nhưng cảnh sát từ căn nhà đối diện nhóm thấy lại tưởng tên bất lương này chống mấy cái cây mờ ám tatsu định chia cho masa một cây liền đem cất vào trong vali kỹ lưỡng Máy tay cảnh sát thấy vậy liền cho rằng hắn đang đi bán hàng cấm nên lập tức dì theo. Khi cảnh sát đuổi đuổi kịp thì thấy Tatsu đang giao dịch với gã dân buôn thuốc. Tiếp theo hai người đi tới một con hẻm đáng ngờ và bước vào quán thì quán đã đóng cửa. Một người cảnh sát vẫn rất bình tĩnh và bảo đồng đội cần quan sát cẩn thận hơn nữa. Nhưng thanh niên kia hấp tấp đã xông vào đá cửa. Cơ mà họ chỉ đang tổ chức sinh nhật cho bà chủ thôi chứ có làm cái mẹ gì đâu. Thanh niên cảnh sát vẫn không tin thì Masa giải thích vụ giao dịch vừa rồi chỉ là cây húng quế của Tatsu trồng. Ông cảnh sát yêu cầu mở cái vali ra nhưng trong đó chỉ là bình hoa làm thơm phòng để tặng bà chủ. Thứ này có mùi thơm rất dễ chịu khi mùi bay hết có thể dùng làm muối tắm. Từ cái hôm bị rồng bất tử dọa cho ngất xỉu. Tên đại ca này đã ra sức rèn luyện cơ thể. Hôm nay sẽ là ngày hắn nghiền nát rồng bất tử. Nhưng vừa mới gặp nhau trên đường đã thì hắn đã sợ khuỵu gập cả gối. Tatsu đang chơi đánh bóng chuyển với mấy cô gái ở phòng tập yoga. Mà ở đây ai cũng quý anh hết. Nhân tiện có một đội khác đặt sân bóng. Vì hôm nay họ muốn đấu giao hữu với các cô, đó là đội gấu. Dạo gần đây họ mới bắt đầu chơi để giữ sức khỏe nhưng cuối cùng thành nghiện chơi bóng chuyền luôn. Hai bên thi đấu với nhau rất ngang tài ngang sức không bên nào chịu thua kém bên nào. Để rồi cuối cuối cùng đội Tatsu thua anh gục đầu súng xin chịu trách nhiệm. Thế nhưng đối thủ của họ chơi rất đẹp, ông đã chìa tay ra đỡ anh dậy, rồi hai đội cùng chụp ảnh kỷ niệm với nhau. Hôm nay Miku làm về sớm thì tình cờ thấy chồng đang nói chuyện về thịt lợn rất hăng say với ông bán thịt lợn. Nhân tiện thấy vợ ở đây Tatsu khoe anh đã hoàn thành bộ sưu tập tem của các cửa hàng trong khu phố. Cô vợ không hiểu thứ này thì có ích gì nhưng nó sẽ được một lần quay sổ số, số. Miku rất thích chúng giải nhì là một bộ TV 4K. Còn Tatsu thì lại muốn giải ba vì sẽ được cái máy hút bụi. Kết cục màn quay của hai người chúng giải năm là được con thú nhồi bông khổng lồ. Miku cũng rất mê vì nó dễ thương. Tatsu nói còn đối với Tatsu giải nhất của anh là nụ cười của vợ. Làm cô xấu hổ táng cho cái lệch mặt. Hôm nay bố mẹ Miku ghé qua chơi đồ xuất làm cô hơi lo lắng. Nhưng Tatsu cứ để hết cho anh lo. Anh đã làm món trà và bánh hảo hạng đãi bố mẹ vợ. Ông bố hướng nội rất muốn hòa nhập vào cuộc nói chuyện cùng mọi người nhưng hơi khó. Nghĩ mãi mới ra một chủ đề ông hỏi con rể có thích chó không. Nhưng Tatsu lại không có nhiều kỷ niệm vui với bọn chúng cho lắm. Anh đành chuyển qua chủ đề về Kaza Ok. Lâu nay bố vợ luôn có mơ ước được chơi bắt bóng với con trai. Nên ông muốn rủ con rể chơi cùng. Ông nói nhớ lại lần đầu khi Miku dẫn anh về nhà. Chân ông mềm nhũn cả ra nên giờ rất muốn được hòa hợp. Hai người chơi với nhau mà Tatsu nhẹ nhàng hết sức. Nào là chạy đi bắt bóng rồi lại chạy về đưa bóng cho bố. Làm lão buồn lắm không thể vui được. Vì từ bẫy đến giờ toàn anh chơi chứ ông không làm gì cả. Tatsu đã nhận ra lỗi sai của mình thì dùng hết sức chơi với bố. Kết cục là anh đánh văng ông vào thân cây. Lúc này Miku vừa mới đi làm về đã bắt gặp cảnh tượng nhà cửa lộ xộn. Con chồng thì đang bị thương, Tatsu nói hắn là viên đạn đen nhưng hắn là một kẻ không tầm thường chút nào. Hắn đột nhiên lao tới tấn công anh từ phía sau, nhưng thật ra chỉ là con rán thôi. Tatsu cố gắng hết sức xịt lọ thuốc côn trùng cơ mà vẫn không làm nổi. Con rán bắt đầu bay và đậu vào mô hình cảnh sát của Miku. Coi như đời cô đến đây là chấm hết dám phá đồ của vợ anh làm Tatsu tức giận đứng bật dậy. Thì con rán lại chuyển qua bò lên người anh. Nhân lúc này Tatsu bảo vệ hãy mau đập nó đi nhưng cô không thể làm thế với anh được. Trước sự quyết tâm của chồng, miku đã cuộn tờ báo lại đập một phát nhưng lại đập nhầm vào mặt anh chỉ còn cách cuối cùng đó là dùng tinh dầu thơm tatsu bắt đầu đốt lên thì nó đem lại một mùi hương dễ chịu tatsu đang tới một buổi tiệc giáng sinh cho trẻ em ở khu phố và anh vào vai ông già noel phát quà trước tiên anh hỏi năm nay các cháu có ngoan và tuân thủ quy tắc không một cô bé giơ tay lên nói rất ngoan thì được tặng cho một món quà đó là món cua lông ngựa sau đó là rất nhiều bánh kẹo hoa quả và cả gà nướng cho bọn nhỏ Xong việc ông già Noel cưỡi cái xe đạp đi chợ để về, đi được một hồi lại bị các anh cảnh sát hỏi thăm nữa. Về phía ông bố vợ kể từ hôm đó vẫn luôn tìm cách rủ con rể cùng chơi bắt bóng. Ông thử hết tư thế này đến tư thế khác rồi giọng điệu này đến giọng điệu khác tập cách để hỏi con rể. Do đang cần khá nhiều tiền nên Tatsu làm bán thời gian tại tiệm cà phê. Hai vị khách này nói chuyện về vấn đề gì đó nghe có vẻ rất giang hồ. Nhưng phải giật mình thoát tim vì chưa từng thấy người nhân viên phục vụ này bao giờ. Tatsu bắt đầu rót sữa vào ly cà phê latte tạo thành hình con mèo dễ thương. Làm tên kia hơi cáu vì ông đâu có gọi thứ vớ vẩn này, nhưng hóa ra là thằng đàn em gọi. Thấy hai người họ có vẻ đang nói về mới chuyện làm ăn kiếm tiền rất căng thẳng. Tatsu liền xịt lên món cơm chiên trứng cuộn cùng một dòng chữ xã hội đen tuyệt đẹp. Làm ông đại ca tức giận đổ nước vào đầu thằng đàn em mà mắng xa xả. Tiếp theo Tatsu hỏi ai là người gọi món kem dâu tây khổng lồ đặc biệt thì lão giơ tay lên rất cao. Lão ăn một miếng mà như tan chảy cả người còn Tatsu thì đã kiếm đủ tiền mua quà tặng vợ. Tối nay Miku đi làm tăng ca về rất mệt mỏi mà còn được chồng gào lên chúc mừng một ngày vất vả của vợ. Vì dạo này vợ hay về muộn và mệt mỏi nên Tatsu có nấu món đặc biệt cho cô. Đây toàn là các đồ bổ kiểu Trung Hoa giúp tăng cường sức khỏe. Nó có hương vị nhẹ nhàng dễ chịu đem lại cảm giác như chất dinh dưỡng đã ngấm vào cơ thể. Sau khi đã ăn no căng bụng, Tatsu lấy ra tiếp một thứ sẽ giúp vợ có cảm giác cực kỳ sảng khoái. Chỉ cần trộn một chút axit citric với phở giúp tozer là đã có ngay một cốc nước chanh mật ong giúp xua tan đi mọi mệt mỏi. Chưa dừng lại ở đó anh còn chuẩn bị cả máy ma đầu có dây và mặt nạ làm ấm mắt. Còn trên tay là màng xốp hơi để bóp, bên dưới là thảm mát xa chân. Những hạt đậu đỏ thì đem lại cảm giác như âm thanh biển cả. Miku chả quan tâm mà hấp tất cả đi. Cô chạy loang quang khắp nhà, như này mới là cảm giác tự do thoải mái. Hôm nay trong lúc đi mua rau củ Tatsu tình cờ gặp được bà trùng băng Toji cả hai đều ngỡ ngàng khi thấy đối phương đeo tạp dề bà trùng băng toji được mọi người coi trọng vì sức đẹp và phẩm chất tốt do chồng đã mất vào năm ngoái nên băng toji phải giải tán và giờ các thành viên còn lại chỉ còn mỗi bà là người chăm sóc họ tuy nhiên bà trùng làm việc ở siêu thị này rất vụng về bà hay đánh rơi đồ đã thế còn đặt hàng hóa sai chỗ xong là bà quay ra bấm máy thanh toán tiền cho tatsu anh nhắc nhở cô quét nhầm cái này hai lần thì đám đàn em đứng bên cạnh cảnh cáo anh nhưng bà biết mình là người làm sai nên phải đúng theo quy tắc quỳ xuống xin lỗi hôm nay masa gáy qua nhà trong một bộ dạng rất dị hậu rồi giới thiệu với miku mình là đàn em đại ca tatsu lý do hôm nay qua đây là vì sinh nhật tatsu mà vừa hay miku cũng đang chuẩn bị đồ trang trí và bánh tạo bất ngờ cho anh nhưng nhìn cái đống lộn lộ xộn chị ấy bày ra masa chắc chắn phải giúp một tay miku bắt đầu thoái hoa quả để làm bánh mà cảm giác như muốn nghiền nát phá hoại vậy cho đến khi tatsu về tới nhà là một cảnh tượng hỗn loạn hai người chúc mừng sinh nhật anh đã vậy tự tay tatsu sẽ trang trí nấu nướng cho sinh nhật mình hoàn hảo hết chỗ chê thánh còn hát mừng sinh nhật nữa mà nghe hơi ám ảnh miku và masa có món quà tặng anh đó là cái kính dâm với một sợi dây chuyền lúc này tatsu ngồi trên công viên tình cờ anh gặp lại đại ca mà đã rất lâu chưa gặp kể từ khi anh rời khỏi băng đảng thì đại ca cũng đã rời khỏi băng rồi hai người ngồi xuống tâm sự với nhau mà tatsu cho con chó của đại ca liếm láp mặt anh rút cái vali ra và nói anh có món đồ muốn tặng cho ông. Đó chính là cái áo dành cho chó mà gần đây anh đã tự may. Ông đại ca thấy chú chó của mình dễ thương quá là lăn lộn ra chơi đùa, còn nhờ Tatsu chụp cho mấy kiểu ảnh. Đúng lúc đó có mấy bà cũng đang dắt chó đi dạo ghé qua chơi thì nhận xét con chó của ông hơi bị gầy. Bởi dạo gần đây nó ăn rất ít, thế là Tatsu đã nghĩ ra một cách. Nhân tiện hai người vừa đi chợ về có mua nguyên liệu và đem theo một cái bếp. Anh bắt tay và nấu nướng rất điêu luyện, rồi cho ra lò món cháo gà đặc biệt kèm nước hầm hến dành cho chó. Quả nhiên con chó nó ăn lấy ăn để khiến đại ca rất vui. Mục đích ông đến đây là định thông báo có một người cấp cao trong băng muốn chiêu mộ Tatsu. Nhưng vừa rồi ông đã nhận ra hiện giờ đây là nơi cậu ấy thuộc về. Bà trùng băng Toji đang đổ rác cho siêu thị thì tình cờ gặp con mèo Jin. Bà nhắc nhở mèo hoang thì phải mạnh mẽ để sống sót rồi bà nấp vào một chỗ vẫy vẫy tay làm trò với con mèo. Nhưng đúng lúc Tatsu đi ngang qua nhìn thấy hết làm bà quê một cục tatsu đang mải mua đồ ăn tại siêu thị thì bị miku chạy đến kéo đi có chuyện gấp thì ra là có buổi biểu diễn cốt bờ lây cảnh trong phim biệt đội chỗ này toàn là lũ trẻ con mà không hiểu sao bà cô lớn đầu rồi vẫn còn hét hò cổ vũ rất sung cô nhân viên thông báo có bạn nhỏ nào muốn lên giúp đỡ biệt đội thì hãy giơ tay và sẽ được chụp ảnh với họ miku rất muốn chụp ảnh nhưng lại không thể lên sân khấu được thấy vậy tatsu quyết định giơ tay lên thật cao làm người nhân viên sợ hãi bắt buộc phải chọn anh và thế là anh đã lên đứng cùng phe với hai cảnh sát để chiến đấu với tên quái vật. Nhưng méo hiểu kiểu gì thánh lại nói bạo lực không bảo vệ được gì cả. Anh chuẩn bị sẵn rượu chè để thực hiện nghi lễ hòa giải. Anh bắt hai bên cùng uống làm người xem muốn nản luôn. Cuối cùng là đến phần giao lưu cùng fan, Miku được bắt tay thần tượng thì khoái lắm. Hôm sau Masa mới được người quen tặng cho cái thứ này nhưng lại không biết sử dụng như nào. Tatsu nhận ra thứ này sẽ giúp ích cho khả năng nấu nướng của mình. Anh liền mở ra một cái vali đựng hàng trắng đó là một làm bánh mì và men khô. Hai người bắt tay vào nhào nặn rồi đập thật mạnh khiến nó mềm ra. Trong lúc đi tìm giấy gói ma lỡ vướng chân vào dây điện đánh rồi đổ luôn cái lò nướng. Thế là đi tong cái lò rồi còn đâu, nhưng Tatsu đã nghĩ ra cách khác đó là dùng nồi cơm điện thay thế lò nướng. Vì phải lên men bột ở khoảng 30 độ nên rất khó điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng với chế độ giữ ấm trên nồi cơm thì chỉ việc làm nóng trong 10 phút rồi tắt đi và đợi 40 phút. Sau đó làm hết bước này đến bước khác, cuối cùng cũng ra lò món bánh mềm mịn giờ chỉ việc vẽ mặt gấu lên là hoàn thành ở nhà hôm nay bất không ngờ nghe thấy tiếng xèo xèo và khói bốc lên nghi ngút từ nhà hàng xóm tatsu vội vã phi sang vì cho rằng cháy nhà nhưng không người ta chỉ đang nướng thịt thôi thế là anh ngồi xuống ăn chung cơm mà nó khét lẹt lại chẳng ngon chút nào tatsu phải vội vã dập lửa và hất hết khói ra ngoài Bob là một người ngoại quốc chuyển đến đây vì yêu nhật bản nhưng đột nhiên anh thấy nhớ đồ ăn quê nhà mà tiếc là anh không thể nướng thịt ngon như bố mình được tatsu lập tức dẫn anh ra ngoài và anh sẽ bày cho một bữa tiệc nướng ra trò. Anh cắt bỏ phần mỡ khi thịt ở nhiệt độ phòng rồi rắc muối với tiêu và nướng thật nhanh khi vì nướng còn nóng. Đúng lúc đó hai anh cảnh sát xuất hiện hỏi tội tại sao lại nướng thịt ở đây. Thì Tatsu liều mạng chặn họ lại rồi dặn Bob hãy mau xử lý đống thịt đó đi. Bob vội vàng mở bọc thịt ra bắt đầu cắt thành nhiều miếng. Nhưng cuối cùng anh lại không thể ăn được thịt tái. Một người ở chỗ làm mới cho Miku tấm vé đi hòa mình với thiên nhiên ở một trang trại nên cô muốn đi cùng chồng mồm thì nói nó đâu phù hợp với độ tuổi của hai ta nhưng cuối tuần anh vẫn đi cùng vợ như đúng rồi thậm chí tatsu còn rất vui vẻ tận hưởng cuộc vui chơi này nơi đây phong cảnh rất đẹp mà còn có vô số trò chơi và khu vực hay ho đến buổi trưa thì tatsu đã đem theo dẫn rất nhiều đồ ăn anh chuẩn bị từ nhà tính ra hôm nay ông chồng còn háo hức hơn cả cô vợ nữa tatsu phải thừa nhận đúng là đã mong chờ chuyến đi này suốt mấy ngày qua do hồi nhỏ tatsu chưa từng được tới công viên giải trí nên hôm nay rất biết ơn miku hai người đang định đi chơi tiếp thì trời bất ngờ đổ mưa. Thế là hai người phải trú tạm vào một mái nhà nọ. Nhưng thậm chí mưa rào ngày càng to nên hai người buộc phải đội mưa mà ra bắt xe buýt đi về. Trở về đến nhà tâm trạng hụt hẫng buồn bã của hai vợ chồng vẫn còn kéo dài lê thê đến tận khi đi ngủ. Đến kỳ nghỉ hè hai vợ chồng tới bãi biển chơi và đang ngồi ăn dưa hấu cùng nhau. Tatsu su nhất định đeo cái ống thở không chịu bỏ ra. Thì bất ngờ một quả bóng truyền từ đâu bay trúng mặt. Hóa ra đó là đội gấu đang chơi bóng truyền trên bãi biển. Họ nhắc lại cuộc thi đấu lần trước bên họ đã thắng, nên nếu Tatsu muốn tái đấu lúc nào thì cứ việc gọi rồi bỏ đi. Miku tức giận mắng anh mang tiếng là đàn ông, tại sao anh lại chấp nhận để họ trả đạp mình như vậy? Thế là hai người quyết định tái đấu ngay tại đây. Miku chơi rất nghiêm túc đến nỗi mùng cứ hét tên các tuyệt chiêu liên tục đến khản cả giọng. Đội gấu tung ra cú đánh cực mạnh bay về phía người cô thì lập tức Tatsu lao ra che chắn và cái kết anh bị thương. Miku vẫn cố gắng cứu bóng rồi làm bàn đạp cho Tatsu bật nhảy lên từ trên không anh chồng tung một trường cực mạnh để lùi nguyên đám đội gấu. Ngay khi Tatsu rơi xuống đã có Miku bế được. Dạo này hổ nắm đấm thép bán bánh kép rất ế ẩm nên định thay đổi món mới. Chợt thấy các cô gái trên phố thường cầm theo một loại thức uống phổ biến anh quyết định sẽ làm trà sữa chân châu. Ở khu này chỉ có Tatsu là người dành về món đó nhất nên hắn bắt anh khai hết ra. Hai người đi tìm kẻ cung cấp tin bắt giao nộp nguyên liệu làm chân trâu ra. Thì hai người được đưa cho phiếu mua miễn phí bánh kẹo. Ở đây họ kiếm được chỗ nhập khẩu bột trắng rất chất lượng và đã tìm ra bột chân châu. Masa nhìn túi bột thì anh ứ chịu không tin vì chân châu có hình viên nhỏ cơ. Tatsu giải thích phải từ từ cho nước nóng vào rồi tự nặn thành hạt được chứ. Vậy là anh chỉ dạy cho gã cách làm chân châu và rồi sau một buổi cũng đã thành công. Giờ chỉ cần đổ trà sữa lên hạt chân châu là hoàn thành. Hắn uống thử một miếng mà như muốn sập đến nơi vì lỡ hút nhiều viên quá. Không hiểu sao mọi người lại thích cái thứ nguy hiểm này nhỉ. Giờ thì chuyển qua bước kêu gọi khách hàng. Tatsu đứng như bố đời với một ánh mắt đáng sợ làm khách đang định mua cái tự nhiên rén ngang bỏ đi. Nhưng cũng may vẫn có một băng đảng nọ ghé qua mua 6 cốc. Hôm nay Tatsu dẫn anh tới tổ chức quyền lực nhất đất nước có trên 20.000 thành viên nếu tính toàn bộ chi nhánh. Và đó không gì khác chính là cửa hàng 100 yên đa do nơi chứa toàn những thứ hữu dụng đối với một ông nội trợ. Chỉ với một gói lá cờ cắm cơm thôi cũng đủ khiến bữa ăn tươi sáng. Tatsu hỏi cậu có thường xuyên làm việc nhà đầy đủ như giặt ga, phân loại rác không? Thì Masa đáp là đương nhiên là có rồi. Khi anh hỏi thử cái này là gì, thanh niên đáp là lưới bắt côn trùng tiện lợi. Hỏi tiếp đến cái này Masa đoán là tay cầm của cái gì đó. Nhưng sai bét nó là dụng cụ bổ táo. Sau một hồi thanh niên không đoán đúng cái nào hết, anh phải thừa nhận dạo này không làm việc nhà. Tatsu gợi ý anh nên mua hết cái đống này vì nó sẽ rất có ích cho việc nội trợ. Miku đang ngủ mà cứ nghe thấy tiếng lò xoạt cắt chém cái gì đó. Mà trên mặt chồng thì có dính toàn tương ớt. Bởi vì ngày hôm sau anh đã được nhờ tới làm người trông nom lũ trẻ ở mẫu giáo. Tatsu bắt đầu tiết mục kể chuyện bằng hình ảnh do anh tự sáng tác ra. Anh bắt đầu kể ngày xưa ngày xưa đại ca và đại tẩu sống trong một ngôi làng. Một ngày nọ đại tẩu mặt trắng bệch quay về vác theo thứ trông như quả đào. Đại ca chém một nhát nó bổ làm đôi bên trong là một bé trai khỏe mạnh đang khóc. Cậu bé đó tên là Momotazo, cậu lớn nhanh như thổi và trở thành một chàng trai tuấn tú gần đây có mấy con quỷ quấy rối địa bàn của gia đình nên cậu định sẽ dẫn một đội quân đi tấn công chúng momotazo xuất phát tới đảo quỷ thì gặp con chó cẩu trên đường đi và thấy là hai người cùng với hai huynh đệ nữ lên thuyền đi với nhau đến nơi momotazo hùng hổ lao vào tấn công lũ quỷ trong chớp mắt đã quét sạch cả đám quỷ momotazo liền ném mấy con dao xuống đất định yêu cầu chúng cho một ngón tay rất may lúc này các cô giáo đã ngăn anh kịp thời vì anh kể bạo lực quá chuyển cảnh tatsu đang dạy làm toán cho cậu nhóc anh ra đề bài có tổng cộng 10 tên sau khi 7 tên bị bắt hỏi còn lại mấy tên. Cậu bé đã tính đúng là còn 3 tên, thế là cậu bé được duyệt và chuyển qua học môn nghiên cứu độc lập. Bây giờ cậu cần phải làm thí nghiệm nghiên cứu hoặc thứ gì đó đơn giản như hộp đựng bút bằng gỗ. Và thế là ở trong phòng thằng bé, Tatsu đã đo đạc vẽ sơ đồ tỉ mỉ. Rồi anh đi mua gỗ về cưa và khoan rất cẩn thận để làm cái hộp đựng bút. Sau một hồi anh đã hoàn thành xong việc trang trí căn phòng. Nhưng cái hộp đựng bút của thằng nhỏ đâu rồi? Thì ra Tatsu đã làm ra cái tường này để tạo nhiều không gian chứa đồ hơn với các cái hộp ở quanh tường dùng để đựng bút. Nhưng cậu bé nói đây là bài tập của trường tiểu học thì chỉ được làm cái gì bé bé mà đơn giản hơn thôi. Mẹ cậu nhóc gợi ý hồi đi học cô từng làm một ít xà phòng sặc sỡ. Nếu vậy Tatsu sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Bước một hòa tan nước vào xà phòng để nó nguội từ từ rồi trộn với dầu thải. Sau đó đậy nắp thật chặt và lắc đều cho đến khi nó chuyển màu trắng rồi đặt lại. Tiếp theo đổ vào hộp sữa giấy và đợi tầm 3 ngày sau đó chỉ cắt ra và để nó chín hẳn trong vòng một tháng. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng rồi nên cậu không nộp được thành phẩm. Hôm nay Tatsu tiếp tục ngồi tám chuyện với mấy bà nội trợ hàng xóm, mấy bà nói về việc chăm lo gia đình. Anh kể về cái thời sống còn trong băng đảng toàn phải đụng độ mới thứ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các bà lại tưởng rằng Tatsu đang kể chuyện nấu nướng với vợ ở nhà. Tiếp theo là về câu chuyện anh từng phải dọn dẹp trong một cuộc phục kích bàn ăn thì bị đạp đổ lung tung nhưng trong đầu mấy bà hàng xóm lại hiểu thành cô vợ Miku của anh là người rất đáng sợ. Đúng lúc đó anh nhận được cuộc điện thoại từ vợ. Mọi người nghe được cái gì mà thứ một trắng. Nhưng thật ra chỉ là Miku đang thèm ăn mì udon nên nhờ chồng làm thôi. Nói chung là trong đầu mấy bà hàng xóm nghĩ vợ anh là một kẻ cực kỳ nguy hiểm nên họ khuyên Tatsu nếu gặp rắc rối gì cứ nhờ tới bọn họ. Bên này con mèo Jin đang nghe một anh mèo nọ kể về chuyện mình lợi hại đến mức nào. Anh mèo đó chỉ dạy cho cô toàn các chiêu để đánh nhau. Jin nghe xong thì cũng thử nghiệm luôn lên người anh. Cuối cùng sau một hồi nó toàn ăn liên hoàn trưởng từ Jin. Đang đi chợ mua đồ nấu ăn thì Tatsu tình cờ đụng độ Goda. Anh ta từng thuộc bang Hijako mà ngày xưa anh đã tiêu diệt. Hiện nay hắn đã trở thành một rapper mở miệng ra câu nào là bắn phở lâu câu đấy. Nhưng Tatsu đâu có chịu thua anh cũng giáp lại vào câu để nói về công việc nội trợ của mình. Sau một hồi đấu đá gay gắt Tatsu đọc ra câu quần áo của anh thật kỳ quặc. Mà không ngờ câu này lại khiến Goda suy sụp đến vậy. Thấy vậy anh đành xin lỗi và muốn giáp về chủ đề thịt. Vừa mới thấy gã chủ tiệm thịt bước ra là Tatsu bắn liên hoàn các câu chế bài. Tatsu vừa nói bán thịt đắt giá cắt cổ xong thì anh ăn in năm vết luôn. Đến lượt Goda chiến nhưng đang đọc dở tự nhiên bí vần cái thế là anh gục ngã mà chịu thua. Người cuối cùng là ông chủ tiệm thịt. Lần này lão hát hẳn luôn chứ già rồi không còn nhiệt huyết như tụi trẻ nữa. Hôm nay Miku sẽ đi công tác tầm tối mai mới về nên dặn chồng ở nhà cứ thư giãn một hôm. Nếu vậy thì thay vì giặt ga giường và phơi nệm như bình thường. Nay anh sẽ dùng nước xịt thơm là xong, anh thường sẽ mang đồ đã khô vào và gấp từng cái một. Nhưng hôm nay tác dụng cất luôn khi chúng còn trên móc. Còn bữa trưa thì chỉ việc ăn mì cốc là xong. Mà bất ngờ thanh niên ma xa ghé qua chơi vì anh mới bị đuổi khỏi chỗ làm thêm. Hai người ngồi chơi điện tử và xếp hình cùng nhau rồi hai người rủ cả ông bóp hàng xóm ra công viên chơi đá lon. Sau đó hai người nằm chơi ăn vật, được một lúc thì lăn đùng ra ngủ. Tuy nhiên việc lười biếng đối với Tatsu là quá khó. Anh sẽ không thể chịu được nếu không đi giặt đồ và dọn dẹp. Nhưng Masa đã túm chân anh lại bắt phải thư giãn tiếp. Hôm nay Miku rủ chồng cùng tham gia hóa trang Halloween của phố mua sắm. Giải thưởng của cuộc thi hóa trang là giải nhất là chuyến đi suối nước nóng. Giải nhì là miễn phí gạo một năm. Nghe đến đây Tatsu lập tức đồng ý vội nhưng không may anh đụng độ cả thanh niên hổ nắm đấm thép cũng như bà trùm băng Toji ở đây. Mục tiêu của cả ba người đều là giải miễn phí gạo một năm, trong khi Miku lại thích đi suối nước nóng hơn. Bắt đầu thi đấu thí sinh đầu tiên là gia đình Toji. Bà trùm sẽ cho mấy người thấy kỹ năng bấm máy tính tiền của mình. Cơ mà bà bấm chậm hơn cả con ốc sên Thí sinh thứ hai là anh bán bánh kép. Anh đang đóng vai một người bị thương lập tức bị đuổi khỏi cuộc thi luôn. Thí sinh thứ ba là thanh niên ma xa tới trễ vì do anh ngủ quên nhưng anh cũng bị loại ngay lập tức. Thứ tư là vợ chồng nhà Tatsumi cu thì vào vai quả bí ngô. Và hai người đã trổ tài kỹ năng làm bánh điều luyện. Cuối cùng anh cho ra lò món bánh quy hình bí ngô gửi tặng các vị giám khảo. Chốt lại kết thúc cuộc thi người giành giải nhất là cô bé thí sinh số 9 vào vai một con rơi kute phô mai que. Chuyển cảnh hai vợ chồng đang đi ăn buffet. Hai người sẽ có tổng thời gian là 90 phút để ăn. Nên Tatsu phải chọn cho đáng chỗ tiền bỏ ra. Anh phải tính toán hết sức cẩn thận đầu tiên là không nên ăn tinh bột ngay từ đầu sẽ nhanh no mà anh chọn món rau trộn nhưng nhìn danh sách các món chính quá chất lượng tatsu không nhịn được nữa mà gấp tới tấp anh chợt nhận ra có món hải sản mới ra lò nhưng đĩa không còn chỗ trống nữa anh hiểu rằng mình đã bị lừa và chốt lại tatsu lấy cực kỳ nhiều món ăn nhưng chưa hết anh còn muốn đi lấy món bánh trái cây hoa quả tươi đặc biệt nữa mà anh vô tình đụng độ gã hổ nắm đấm thép không ai chịu nhường nhịn ai hai người đứng tranh cãi nhau một hồi và cuối cùng hai người bị mấy bà cô xông vào sâu xé trong chớp mắt hết veo cái bánh. Tatsu buồn quay trở lại bàn thì lại bất ngờ thấy thành thiên thần Miku có lấy sẵn một ít rồi muốn ăn chung với anh. Hôm nay bố của Miku mua rất nhiều đồ ăn để chuẩn bị cho buổi họp mặt gia đình. Khi đến nhà ông bảo Tatsu cứ nghỉ ngơi để ông tự làm bữa lẩu cho con. Nhưng cái động tác cắt thái và rửa nguyên liệu của ông không khác gì cô con gái. Như kiểu muốn tàn phá căn bếp đến nơi, chưa dừng lại ở đó Miku cũng muốn vào nấu phụ một tay thôi nong cái bếp đến đây là chấm hết hai bố con thi nhau chặt thịt xong là dùng nắm đấm thúc thật mạnh vào bát thịt văng vãi tùng lum cuối cùng ông bố bê nguyên tảng thịt định đập vào nồi lẩu nhưng tatsu đã kịp thời chặn lại nhưng dường như sức anh là không đủ để ngăn cản hai bố con báo đời này thế là phải để bà mẹ ra tay mới xong chuyện tatsu phải gục đầu nể phục mẹ vợ vì bà quá đỉnh vào sáng sớm masa ngủ dậy anh chợt nhớ tới lời dặn của tatsu anh liền bắt tay vào nấu cơm trưa Vấn đề ở chỗ anh ngó quanh nhà chẳng có cái vẹo gì để ăn cả. Mà anh cũng lười đi chợ mua nên Thánh lại quyết định lăn ra ngủ tiếp. Đang đi trên đường tự nhiên Tát xu thấy hoa mắt chóng mặt buồn nôn. Anh nghĩ không lẽ đây là virus cảm cúm. Không thể để chuyện đó xảy ra trở về nhà anh lập tức xúc miệng bằng nước muối. Nhưng xui thay đã bị sốt 37,5 độ. Anh xay nước gừng và chanh để nguội một chút rồi thêm mật ong để làm ấm người. Sau đó anh dùng máy làm ấm và máy xông mặt của vợ rồi uống thuốc cảm để phòng bệnh và anh nằm xuống nghỉ ngơi nhưng không thể tin nổi cơn sốt vẫn ngày một nặng hơn đến nỗi ngất giữa nhà khi tỉnh lại tatsu thấy trước mặt là miku đang trường đá cho anh anh liền ngồi dậy và mạnh mùng nói mấy chuyện còn con này với anh không là gì hết anh định đứng dậy đi nấu cơm nhưng vợ không cho cô bắt anh nằm nghỉ ngơi miku vừa xay hết đống rau trong tủ lạnh kèm theo thuốc bổ vào rồi tống cho anh uống sau một đêm tỉnh dậy thì anh đã đỡ hơn nhiều hôm nay mới là ngày đầu năm mà masa đã hết tiền nên anh định ghé qua đòi lì xì từ tatsu thấy Tatsu đang đeo trên người cái tạp dề mới trúng thưởng được vào một buổi mua sắm năm mới. Hai vợ chồng anh còn đang viết bức thư pháp đầu tiên của năm. Masa cũng muốn thử viết một chút, cậu viết ra dòng chữ hết tiền rồi bụng đói kêu réo lên. Thế là Tatsu dẫn anh đi đập bột làm bánh mochi. Vừa ăn thanh niên vừa kêu đem cái này bán cũng được vì đang hết tiền. Ăn xong hai người chơi đánh cầu lông, do Tatsu chơi thua nên anh bị viết lên mặt dòng chữ lì xì. Sau đó hai người tiếp tục chơi thả diều, Thanh niên Masa lại lấy cớ do hết tiền làm mình yếu quá nên lỡ đánh rơi cái diều. Chưa hết nhìn hình ảnh ở con diều Masa cũng nhận xét bọn họ giàu quá. Chắc sẽ lì xì mọi người vào năm mới thôi. Đúng lúc đó có cậu nhóc mà Tatsu hay trong nom đang chơi máy bay điều khiển từ xa cùng bố ở gần đấy. Tatsu lập tức rút ra cái lì xì cho cậu bé, làm thành Masa gục ngã luôn. Hôm nay có tổ chức hội trợ rượu sake ở địa phương. Vợ chồng Tatsu và Masa ghé qua thì lại gặp toàn người quen. Chủ quán giới thiệu đây là loại rượu hiếm rất xịn chỉ cần thử một ngụm thôi mà cái hương thơm ngọt ngào và mùi vị sắc bén nó lan tỏa. Miku uống hơi quá liều xong cứ hành hạ thằng đệ ngồi cạnh. Masa không chịu được phải cầu cứu Tatsu, nhưng Tatsu còn ngủ ngồi luôn rồi. Đến khi quay ra nhìn Masa thì anh đã rơi nước mắt khóc vì lỡ đánh đổ ly rượu. Ba con người này đều sai bí tỉ cả rồi mà Masa lại không biết xử lý sao nữa. Masa lỡ tay đánh rơi một chiếc đũa mà tên đệ làm ra cái bộ dạng sợ hãi đến tuyệt vọng. Anh quỳ xuống đất gào khóc bà chị mi cu thì từ đầu đến cuối thấy cái mẹ gì cũng há hốc cười như trùng số về phía đại ca khỏi phải nói anh cứ làm nhảm được vài câu xong lăn ra ngủ chuyển cảnh tại lớp học nấu ăn tatsu đang học làm bánh sô cô la và hôm nay có xuất hiện một gã rất lạ mặt mọi người bắt đầu học làm bánh bước một là làm bánh xốp bằng việc cắt nhỏ sô cô la rồi làm tan ở nhiệt độ cao nhưng thanh niên nghiệp dư bên cạnh làm thì ít phá thì nhiều xong anh lại quay ra đập bàn cáu giận Lý do hắn làm sô cô la là muốn tặng cho một người thân thiết để bày tỏ tình cảm. Tatsu mới giải thích nấu ăn quan trọng nhất là xuất phát từ trái tim. Để chinh phục được trái tim người ấy cần phải đặt hết tình cảm vào cái bánh. Vậy là gã mới tạm thời nghe mà cố gắng làm nhẹ nhàng từ tốn nhất có thể. Cuối cùng là viết lên dòng chữ lễ tình nhân vui vẻ. Sau đó hắn đem tới văn phòng kinh doanh tặng cho người quan trọng. Hóa ra đó là đại ca Konimi. Mở đầu lễ tình nhân là nhận một cái bánh từ thằng được dựa khiến ông đại ca có vẻ hơi cáu còn Tatsu thì đem cái bánh tuyệt đẹp về tặng Miku. Chuyển cảnh cô gái này là một nội trợ đang than thở về việc vợ chồng mình không thể tiết kiệm tiền được. Họ cứ kiếm ra bao nhiêu là tiêu hết ngần đấy nên cần học cách quản lý tài chính. Do một tay Tatsu chăm lo gia đình nên anh sẽ chỉ dạy cho vài chiêu tiết kiệm. Anh hỏi cơ thể cô đủ khỏe mạnh không, vì có thể sử dụng cơ thể đó kiếm tiền làm người ta có phần hơi rén. Nhưng ý của lão là đủ sức khỏe để hàng ngày phi tới những cửa hàng bán đồ rẻ nhất ở nơi xa hơn. Việc còn lại ta có thể làm trong nhà và nó liên quan đến nước. Đó chính là rửa bát rồi còn lắp vòi hoa sen, vặn chặt van nước nhà tắm để tiết kiệm được nhiều nhất có thể. Tiếp theo là cần cắt giảm phần dư thừa và chi phí sinh hoạt ghi chép hết vào sổ. Nhìn anh chồng đang chỉ dạy cho người ta về việc tiết kiệm, mà tay cô vợ phải kìm nén để không quay nhân vật trong phim. Cô gái kia mới thử trong lịch sử rút tiền của chồng thì nhận ra có một lần rút rất nhiều, đúng lúc đó anh chồng về tới nhà. Sau khi nghe kể hết mọi chuyện anh mới thừa nhận sắp tới là kỷ niệm ngày cưới nên anh mới muốn mua món gì đó thật đẹp tặng vợ. Làm cô vợ xúc động và xin lỗi đã nghi ngờ chồng. Nhà Tatsu thì lén bỏ về để không phá hỏng bầu không khí lãng mạn của họ. Miku 26 tuổi là một nhân viên văn phòng mê anime và manga, trên đường đi làm bất ngờ bị một thứ gì đó từ trên trời lao trúng người. Hóa ra đó là một con chó đang cầu cứu cô vì bọn mafia đã xuống trái đất tấn công và thủ lĩnh của nó đã bị hạ vừa mới nói dứt lời mà tay mafia đó đã xuất hiện. Miku lập tức xin bộ đồ biến hình từ con chó. Và sau một câu thần chú cô đã khoác trên mình bộ trang phục nữ phù thủy. Tên mafia bất ngờ tấn công liền ăn ngay cái bà tai. Rồi hắn phải đứng nghe thuyết giảng một hồi về việc tạo điểm nhấn cho bộ phim. Tóm lại thì Miku chỉ đang ngủ mơ nói sảng thôi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có chương trình nhận miễn phí đĩa DVD đặc biệt. Số lượng có hạn, mà Miku lại bận đi làm nên nhờ Tatsu đi lấy hộ. Cô dặn anh đến một cửa hàng đồ chơi bất kỳ chỉ cần nói câu đừng hòng thoát được ta đến bắt ngươi đây là được nhận. Thế là hôm sau vừa đi trên đường, Tatsu vừa nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó. Sau một hồi đi mua rau rồi còn gặp người này người nọ trên đường nữa, thế là anh quên bén đi mất. Khi đến cửa hàng đồ chơi thì anh nói nhầm thành sao lại chạy muốn ngòm hả khiến nhân viên bán hàng run như cầy sấy. Rất may ngay khi đó có anh chủ tiệm anime xuất hiện nhắc cho anh câu cần nói thì Tatsu mới nhớ ra. Cuối cùng anh đã nhận được đĩa DVD của phim biệt đội, anh cũng không quên cảm ơn anh ta. Mà nhân tiện anh bán đồ anime bật mí cho anh một chuyện là có cửa hàng nọ nếu hai người nói mật mã sẽ nhận được thẻ siêu hiếm. Và thế là hai người bắt tay nhau hợp lực, rồi bước thật nhanh tới nơi đó. Hai người đọc mật mã bay cao lên bầu trời trái tim công lý, sóng gầm rú ngôi sao công lý. Mùa may một hồi xong mới biết tin mấy món đó đã bán hết rồi. Một người bạn mới nhờ Tatsu trông hộ con chó tên là cô Tetsu. Nhìn nó cưng hết sức hai vợ chồng khá là mê đi trên đường tatsu phải cẩn thận nhìn trước ngó sau một tí nhưng con cho nó bướng cứ đứng lì một chỗ thấy đáng yêu quá tatsu nháy máy liên tục rồi gửi ảnh cho đại ca xem làm ông anh muốn biết địa chỉ ở chỗ nào đúng lúc đó lại được cả thanh niên kunimi vác theo chó xuất hiện thấy hai con chó cứu người ấy nhau làm người ta khó xử muốn chết cả hai đều rất muốn nựng chó của đối phương một con thì to lớn nhưng thân thiện đem lại cảm giác ấm áp một con thì có cặp má tròn mịn màng và biểu cảm buồn bã ngay lập tức masa gọi xe tới muốn dẫn tatsu tới một nơi vui chơi và đó chính là trại chó chuyển cảnh ông chủ tiệm ăn đang muốn có một thực đơn mới để thu hút thêm người trẻ tuổi và phụ nữ tới quán tatsu có ý tưởng là đi thám thính thử tại một quán cà phê rất màu mè xem sao hai người gọi bánh kếp cầu vồng thỏ mật ong và sữa hoa quả tiểu mỹ nhân sau một buổi ăn thử thì hai người quyết định nên ngừng ăn đồ ngọt một thời gian trở lại quán tatsu đã làm ra món cho thực đơn mới đó là bánh mì kẹp thịt gà ướp mật ong và chanh ông chủ cán thử một miếng mà nó giòn rụng, làm ông gợi nhớ lại ký ức về thời cấp 3 ở nông thôn. Vì cô bạn gái phải đi xa để học đại học nên nói lời chia tay với ông. Nhưng cô lại khóc rất nhiều, khi ông đang hồi tưởng thì Tatsu đã mang lên món tiếp theo. Đó là trà chia nóng béo ngậy lại khiến ông nhớ về những năm tuổi đôi mươi khi đang đi khám phá Ấn Độ. Rồi lúc này ông đánh rơi điếu thuốc vào chân và bị bỏng. Còn lúc này đây ông đang bị bỏng miệng vì uống nước nóng. Tatsu thấy phản ứng khá lạ lùng thi thử ăn một miếng xem sao. Vừa mới vắn một miếng mà nó gợi nhớ lại về cái mùi thuốc súng và lỗ đạn năm xưa Ngay khi đó Miku đã xuất hiện và trên vai cụ có một con ong đang đậu Chuyển cảnh thấy Masa có vẻ đang đau răng Tatsu đoán anh bị sâu răng mờ asa sợ nếu bị Tatsu phát hiện anh sẽ phải đến nha sĩ Nên cậu chém gió với Tatsu là tại hôm qua đánh nhau với tầm 100 thằng nên hơi đau chút Ngay khi rời khỏi quán Tatsu nhắc nhở anh càng để lâu vết sâu sẽ càng rộng Nên cậu không được giấu giếm chuyện đau răng nếu cứ làm nửa vời ngày đánh răng có một lần coi chừng sẽ mất răng vì bệnh về nướu và phải đeo răng giả suốt đời. Masa đành phải thừa nhận có một lý do mà cậu không thể tới gặp nha sĩ được. Đó là khi còn nhỏ người mẹ rất nghiêm khắc của cậu từng dụ dỗ sẽ mua kẹo cho cậu. Nhưng bà lại dẫn Masa tới thẳng chỗ nha sĩ. Đó chính là cú sốc đầu đời của cậu. Nghe đến đây Tatsu không quan tâm mà một mực lôi thẳng cu đến nha sĩ. Thậm chí còn phải tẩn trong một trận thì cậu mới chịu nghe lời. Tối nay hai vợ chồng ngồi xem phim ma cùng nhau. Cơ mà đêm đó thanh niên Tatsu vẫn còn sợ hãi đến mức mất cả ngủ và cứ tưởng tượng ra khuôn mặt đằng sau cánh cửa. Anh liền nhắm mắt lại cố đến 123 thằng ra cho dễ ngủ, nhưng vẫn không xì nhê gì cả. Anh liền mở điện thoại tìm kiếm âm thanh thiên nhiên êm dịu nghe tiếng lá rừng xào xạc. Anh vẫn không ngủ được đành dậy đắp chăn ngay ngắn cho vợ. Rồi anh đi pha một cốc sữa giúp làm ấm cơ thể và xoa dịu dây thần kinh. Sau đó anh tiếp tục sử dụng các chất gây buồn ngủ để làm ra món cá hồi với sốt óc chó béo ngậy và trà thảo mộc. Ăn xong đi đánh răng và quay lại giường thì ngủ được thật. Khi đang ngon giấc tự nhiên con mèo nó nghịch ngợm làm ẩm ý cả nhà lên. Hôm nay Jin tiếp tục đi dạo thì thấy ghen tị khi loài chim có thể bay được trên trời. Nó nhờ bạn quạ dùng móng vuốt tóm lấy người để kéo mình bay lên. Con quạ từ chối vì sợ sẽ làm Jin đau. Nhưng Jin nói không sao hết nên quạ đành thử một phen. Cơ mà công nhận đau thật chảy cả si rô đỏ luôn rồi. Mở đầu của mùa 2 là cảnh Tatsu gõ cửa một nhà nọ đòi trả nợ làm chủ nhà hoảng hốt vì đâu có nợ tiền ai. Hóa ra là anh đến để thu hội phí tổ dân phố 500 yên. Tatsu được yêu cầu trực tiếp từ tổ trưởng ghé vào từng nhà thu phí. Đến căn nhà tiếp theo thì anh chồng bảo cô vợ lùi lại và nói mình không có vay nóng ai hết. Chưa dừng lại đến nhà xong chủ nhà còn lôi hết số tiền sót lại của mình mà nộp. Nhưng Tatsu chỉ lấy phí là 500 yên thôi. Nơi tiếp theo hai người ghé qua là địa bàn của một băng nọ. Tên đại ca không tin cái mặt này mà đi thu hội phí. Ông liền rút thanh kiếm gỗ ra. Tatsu đánh kẻ hết những khổ sở của người làm trong tổ dân phố. Thế là hắn đã chịu ngoan ngoãn nộp lệ phí 500 yên. Chuyển cảnh gần đây Miku mua cả đống bánh mì về để sưu tập 10.000 phiếu thưởng và rút thăm trúng đĩa biệt đội. Nhưng vấn đề mà Tatsu và Masa quan tâm là dùng sao cho hết được đống này thì cô không quan tâm. Thậm chí ăn được đúng một cái bánh là than no căng bụng rồi. Thế là hai anh em nhà kia sẽ thay phiên ăn dùng cho. Nhưng rốt cuộc sức người có hạn, họ đã gục ngã nhanh chóng. Tatsu đã nghĩ ra cách khác đó là anh đem cái bánh mì sô-cô-la chế biến thành bánh kẹp trái cây có vị chua ăn sẽ đỡ ngán hơn. Tương tự như vậy các món khác cũng được chế biến thay đổi hoàn toàn khác cái bánh mì ban đầu. Đúng là nó ngon và dễ ăn hơn hẳn nhưng cái bụng cũng chỉ có hạn mà thôi. Họ chỉ đành bỏ giờ chỗ bánh bánh. Hôm nay bà trùng băng Toji đang cải trang vì không muốn bị ai phát hiện. Bà vừa ghé vào cà phê mèo đối diện với lũ quảng thượng dễ thương. Bà tí thì mất kiểm soát, nhưng bà không ngờ Tatsu lại đang làm thêm ở đây bà Trùng chọn luôn suất chơi vô hạn và bắt đầu được giới thiệu về từng con mèo trong lúc cho chúng ăn bà cứ thở dốc liên tục vì không thể nhịn được thậm chí còn hít hơi lũ mèo hai người chợt nhận ra bên trên có một con từng là mèo hoang nên nó không chịu đến gần mọi người nó chỉ phản ứng với duy nhất một căn cứ là cỏ đuôi trồn xanh 100% tự nhiên trên núi tất nhiên là bà Trùng không có tiếc tiền cầm luôn thứ đó chơi đủ với con mèo nhưng càng nhìn càng thấy dáng vẻ nó giống người chồng quá cố của mình bà còn định bên nó về nhà như đúng rồi mặc dù là mèo của tiệm người ta. Hôm nay bão số 7 sẽ đổ bộ vào tối nay nên hiện tại đang có mưa to gió lớn rất dữ dội. Hai vợ chồng bắt đầu thu thập đồ dự trữ chuẩn bị đối phó với cơn bão kéo dài. Vì cơn bão mà làm hỏng hết kế hoạch đi khu vui chơi giải trí của hai người. Gió thổi mạnh đến mức một mảnh ngói bay trúng đầu Tatsu. Cô vợ nhắc nhở mãi anh mới chịu vào trong. Thanh niên ma xa này vẫn còn đang ung dung ăn bánh ngoài đường. Anh còn gọi điện để đem cho Tatsu một ít bánh bất chợt thằng đệ cúp máy khiến Tatsu nghĩ có chuyện chẳng lành. Anh lập tức vác ba lô và lên đường. Khi ra đến nơi ông anh thì lo sốt vó còn thằng em đang ung dung mở túi ra chia bánh cho anh như không có chuyện gì xảy ra. Vì gió to quá nên đã thổi bay cái bánh trúng mặt một gã thuộc băng nhóm khác đứng cạnh đó. Anh ta hỏi mày đến từ bang nào thì Tatsu chỉ đút cho anh ta ăn nhồm nhòm. Mà ai ngờ ông anh mê nó luôn mới sợ chứ. Sau cơn bão, hôm nay cả nhà Tatsu cùng đi cắm trại. Tatsu dựng lều mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Xong việc thì quay ra đốt củi, còn Miku với Masa đi câu cá. Tiếp theo Tatsu sử dụng lưỡi xiên sắc nhọn với vài đường cơ bản để xiên đồ ăn chuẩn bị cho bữa tiệc. Masa lỗ chân đánh đổ món gạo thượng hạng nên cạo buộc phải đi xung quanh xin ít gạo. Mà bất ngờ thấy thanh niên hủ nắm đấm thép ở gần đó. Đối với anh ta cắm trại cần phải yên tĩnh hòa mình vào thiên nhiên nên nhắc nhở Masa đừng có làm ồn. Anh ta sử dụng luôn máy nướng sandwich phủ chuối và sô-cô-la lên bánh rồi thêm kẹo dẻo vào. Sau khi nướng xong thì chia cho mọi người ăn chung. Nhìn thôi mà mình đã thấy nó ngon tuyệt cú mèo rồi. Tatsu tiếp tục đem tất cả những gì đã kiếm được hôm nay tống vào nồi đun lửa trong vòng 20 phút. Vậy là đã xong một món cá vô cùng sang trọng. Hôm nay hồ nắm đấm thép đang giao bán bánh kếp có vẽ hình đặc biệt. Vì bán hàng này muốn vẽ hình cảnh sát trong phim biệt đội nhưng lại nói với giọng bé tí anh không thể nghe được. Để mô tả về cô cảnh sát nhân vật chính của bộ phim. Thanh niên đừng nói nói một hồi nhưng người bán bánh chỉ cần nhìn bức ảnh là đủ. Anh sẽ chứng minh cho khách hàng thấy tài nghệ của mình thôi nhìn phát là khỏi muốn ăn nữa luôn. Điều mà hội phụ nữ hay làm là tham gia các sự kiện địa phương và đôi khi cũng có sự kiện riêng. Và bà đang muốn rủ Tatsu tham gia vào. Vì bà nghĩ cũng nên cần có vài thành viên nam. Hôm nay có cuộc họp quản trị với tất cả lãnh đạo của 8 hội phụ nữ trong thị trấn Tự Xưng là 8 con rồng và bà cũng thuộc trong số đó. Bà muốn 8 con rồng cần thay đổi quy trình có thể bao gồm các thành viên nam. Khi đã đến nơi không khí ở đây cực kỳ căng thẳng. Vì tám người mỗi người một chức vụ cao cả khác nhau, khí chất của họ không phải dạng vừa, đều là các bà nội trợ dày kinh nghiệm, Tatsu giới thiệu bản thân công việc chính là làm nội trợ. Thế nhưng bà này là một bậc thầy thiết kế hoa chỉ việc bày hoa ra đột nhiên khiến không gian tươi sáng hơn hẳn. Với tài nghệ của mình bà đã phản đối việc Tatsu xin gia nhập vào hội phụ nữ vì thiếu tinh tế và duyên dáng. Nhưng anh đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho tổ chức nên cầu xin hãy đưa mình về dưới trướng các vị bà nói nếu vậy thì Tatsu cần phải đến lớp cắm hoa vào thứ ba thứ tư và thứ bảy một ngày hai lần và thế là tới lịch hẹn anh ghé qua lớp học về cách cắm hoa thật táo bạo mà khéo léo trải qua một kỳ huấn luyện khắc nghiệt hòa mình với những bông hoa Tatsu đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa từng cử chỉ của anh đều toát ra sự trắng lệ duyên dáng nhẹ nhàng Tatsu đã kết hợp hoa hồng theo mùa tượng trưng cho thế lực lớn với xe đào san bằng ổ nhóm đối thủ những bông hoa mà anh cắm đều mang ý nghĩa liên quan đến công việc Yakuza ra ngày xưa Giờ thì Tatsu đã lên một tầm cao mới với tư cách ông nội trợ nên được chấp nhận vào hội phụ nữ. Từ giờ anh sẽ được biết đến là một điều phối viên sắp xếp bàn. Chuyển cảnh trong khi đang ngồi xem phim biệt đội cùng nhau Miku có điều muốn nói đó là con của một người bạn cô rất hâm mộ phim biệt đội. Cô bé ấy hiện đang nằm viện và không thiết tha đến thứ gì nữa, thậm chí là chuyện biệt đội mà chỉ muốn được về nhà. Nghe theo lời vợ Tatsu đã cải trang thành nhân vật phản diện trong phim ghé vào phòng làm bé nó gào khóc nhưng anh chỉ mang tới trái cây hàng tuyển phổ biến mà mình đã phải xếp hàng mua thôi. Rồi anh bắt đầu gọt vỏ và trang trí hình thỏ con dễ thương cho cô bé. Tatsu còn mang cả đệm tặng người mẹ và cắt hoa cắm lọ rất khéo léo. Ngay khi Miku đã đến và cải trang bắn súng vào người làm tên người xấu bị thương, hai người chiến đấu với nhau và ra hiệu như đang cần một lời cổ vũ từ đứa trẻ. Người mẹ nhắc con gái của Vũ biệt đội đi thì cô bé cũng vui vẻ làm theo. Và thế là biệt đội đã đánh bại tên yêu quái cô y tá mới trách mắng câu chuyện tổng thể cũng tạm được những nhịp độ quá nhanh y tá nói đây là bệnh viện nên anh không được làm ồn hôm nay ông bố vợ đưa tatsu đến hội thơ để nghe mình ngâm thơ ông nói nhất định phải gây ấn tượng với con rể đến lượt tatsu làm thơ thì anh đáp lại bằng đôi vần câu mà nghe sặc mùi giang hồ ngay cả đứng trước rừng cây hay dòng suối thì tatsu xuất khẩu thành thơ cũng luôn dính dáng đến chuyện giang hồ tatsu cũng vô tình gặp đội gấu ở đây dạo này họ mới bị cuốn vào thế giới thơ nên ông ngỏ lời thi đấu đối thơ ông ta đi trước lấy chủ đề về những con chuồn chuồn và bố vợ của tatsu đối đáp cũng không hề thua kém thấy một cặp đôi học sinh đang ngồi với nhau đội gấu này ra dòng thơ về tình yêu đôi lứa ông bố vợ cũng đáp lại bằng câu thơ về con mèo và con dế nãy giờ khen ngợi nước mũi là thế chứ thực ra cả mấy người cấp dưới của đội gấu lẫn tatsu đều thấy hai ông đọc thơ như cái quần què vậy tatsu đang sử dụng bàn là để làm phẳng hết đống quần áo cho đến khi đứng dậy thì cái lưng của anh như gãy làm đôi miku nhận ra chồng bị trẹo lưng rồi nhưng anh vẫn nhất quyết cho rằng mình bị một tên xạ thủ bán tỉa anh cố gắng gượng đứng dậy đi làm tiếp công việc mặc cho vợ hết lời nhắc anh cần đi nghỉ ngơi cuối cùng tatsu đành gọi điện kêu ship đồ ăn đến còn hơn là để miku vào bếp việc này làm anh nhớ lại lần đầu tiên được dựa vào vai cô và đây là lần thứ hai miku đưa anh tới bệnh viện khám đây là vị bác sĩ người quen mà tatsu rất tin tưởng và anh sẽ phải băng bó trong một tuần dạo gần đây đang có vài diễn biến thái trong khu mua sắm mà miku lại luôn đi qua khu vực đó nên rất sợ hãi cô xin chồng dạy cho vài chưa tự vệ thì tatsu hét lớn hãy hỏi nó là mày đến từ bang nào ai cho vào địa bàn tao tối đó miku đi làm về rất muộn thì cứ có một gã nào lẳng vàng bám theo sau hóa ra là thanh niên ma nhưng bị hiểu nhầm là biến thái thế là anh bị ăn ngay một táng vào mặt và vào bụng mặc cho ma có giải thích đánh chán trên một hồi miku mới chịu hôm nay hổ nắm đấm thép bán bánh rất chậm vì khách đều đang kéo nườm nượp tới xe bánh rán vòng ở bên cạnh nhưng anh chợt nhận ra đó là cô em gái cô Hazu. Con bé lớn tiếng mắng anh bỏ nhà đi gia nhập băng đảng ra, ra nên đừng có nói chuyện với cô nữa. Đẳng cấp bán hàng của cô em gái hoàn toàn khác anh trai với một tốc độ lấy bánh siêu nhanh. Đây là thương hiệu bánh rán đáng yêu dễ thương có nguyên một trụ sở lớn. Cô nói bánh rán của cô vừa chất lượng cao mà còn rẻ và nhanh gọn, không như cái xe tải bánh kép nhà anh. Ngay khi đó Tatsu xuất hiện mua một cái bánh rán ăn thử cực kỳ nhận xét nó còn thiếu gì đó. Nhưng cô Hazu không tin, lập tức anh mượn xe tải của hổ nắm đấm thép rán rán trên chiên, chiên và cho cô bé ăn thử. Nhìn thì chả khác nào cái bánh nguyên vị nhưng sao cắn một miếng mà ký ức tuổi thơ ùa về. Cô nhận thấy bánh rán của mình có hơi nhiều dầu và không có mùi thơm. Tatsu còn nhận xét món ăn được chế biến tỉ mỉ từng cái một có chứa đựng tình yêu là những gì mà bánh của cô không có. Cô Hazo sốc đến đến phát ngất, cô nhớ lại ngày xưa yêu thích ăn bánh rán vì luôn được ăn chung với anh. Do không thể quên đi ký ức đó nên cô mới mở cửa tiệm này để được anh hai công nhận. Thời tiết hôm nay khá là lạnh đến nỗi phủ tuyết đầy đường luôn rồi. Nhưng thứ mà Tatsu quan tâm lại là chỗ xương đọng lại trên kính. Nếu để lâu có thể dẫn đến nấm mốc và hôi thối. Ngay lập tức anh lấy cây gạt xương ra lau hút. Miku thì mở cửa ra cho Jin thử lần đầu tiên chạm vào tuyết. Sau khi Miku đi làm Tatsu mới bắt đầu đi chợ. Đang trên đường thì thấy cảnh Kunimi dẫm phải đóng tuyết trơn trượt mà ngã. Tatsu liên giới thiệu cho anh đồ có chứa những cái gai giúp giày bám chặt vào tuyết và băng. Chưa hết anh còn đem theo sẻng xúc tuyết anh nói chỉ việc dùng sẻng xúc từng chút một đổ lên. Sau đó có thể rời tất cả hàng đi cùng một lúc rất tiện lợi. Sau một hồi miệt mài bờ suối cuối cùng đã dọn xong vào công việc tiếp của ba người này là xây một căn nhà tuyết ngồi cho ấm. Một ngày nọ Tatsu đang tự làm bắp giang bơ tại nhà bằng chảo rán. Tiếng ngô nổ gợi nhớ cho anh ký ức về các cuộc đột kích. Rồi anh gọi Masa tới ăn chung và Miku muốn mở đĩa phim biệt đội lên xem. Cô cứ ngồi kể lể một hồi về các mùa của bộ phim. Nhưng Tatsu lại đang muốn xem bộ là đàn ông khó lắm lựa chọn của cả hai người đều quá phổ biến rất khó xem. Nên Masa đề nghị hai người coi bộ phim các trận chiến của Yakuza. Vậy là sau một tiếng đồng hồ tranh cãi trí chóe, cuối cùng cả nhà cũng chốt được cùng nhau xem nữ hoàng sư tử. Nhưng giờ thì một vấn đề khác lại được nổ ra đó là Miku thì thích xem bản lồng tiếng. Còn Tatsu lại muốn coi bản phụ đề, Masa nhìn hai người mà cạn lời luôn. Chuyển cảnh một người đồng nghiệp mới nhờ Miku chăm sóc hộ con chuột lang. Tuy nhiên trước mặt là một con mèo và một ông chú giang hồ làm con chuột sợ hãi không dám thò mặt ra ngoài. Tatsu buộc phải đem qua nhờ Masa chăm sóc hộ nhưng Masa một xu không dính túi thì làm sao M.A.G nuôi được. Tatsu đành mang qua băng nhờ đại ca, nhưng ông nói còn phải hỏi ý kiến Binky xem nó có chấp thuận không. Binky là tên con chó mà vừa mới gặp nhau. Con chuột đã cắn mũi nó một phát rồi, đại ca liền lập tức từ chối ngay và luôn. Tatsu đang ngồi loay hoay ngoài đường thì mấy anh cảnh sát thấy khả nghi ghé vào kiểm tra thấy tatsu nhất định giấu đi không muốn giao cho cảnh sát khiến hai thánh lại tưởng hắn đem theo hàng nóng cảnh sát ngay lập tức đè tatsu xuống đất yêu cầu anh giao nộp vật chứng và cái kết anh cảnh sát phải thốt lên hai từ cute cảnh sát nghe tin chú chuột lang này đang cần tìm nhà thế là anh cảnh sát đã tưởng tượng đến cảnh một người bạn đồng hành đi cùng nhau trên mọi nẻo đường hồ nắm đấm thép nói thầm với tatsu anh ta mới kiếm được hàng hiếm một lần dùng mà năm người phê nhưng không phải ở đây mà cuối tuần này gặp nhau trên núi gã mới giao cho xem và thế là đến ngày hẹn vợ chồng nhà Tatsu cũng như anh em nhà hồ nắm đấm thép đã lên khu cắm trại để thưởng thức cái thứ ngất ngây này. Thì ra đó là lều tắm hơi bên bờ sông mà rất hiếm người biết. Nên bốn người tha hồ hòa mình với thiên nhiên. Chưa hết còn có thể dội nước thơm lên đá để tạo ra hơi nước nóng nhất. Tiếp theo hai ông cháu thi nhau dùng khăn quạt để tăng hiệu ứng rồi cứ thế vụt nhau tới tấp. Đến nỗi mà nóng quá bắt đầu mê sảng luôn rồi. Hai người đành để hai cô gái táng cho phát rồi ném xuống suối giúp hai người tỉnh táo ra. Hôm nay hổ nắm đấm thép rời xa thành phố Hối Hả nhộn nhịp để một mình thư giãn giữa thiên nhiên. Anh nhấm nháp một ly rượu ngậm vào cổ họng nhưng lập tức bị sặc nước vì đá lạnh. Sáng sớm hôm sau thời tiết rất đẹp đem lại cảm giác khỏe khoắn và anh bắt đầu làm một bữa ăn nhẹ nhàng chiêu chiêu. Sau đó là đun cà phê uống thì anh không để ý mà làm nó tràn hết ra khỏi cốc. Anh nhâm nhi một miếng mà nóng quá thành ra đánh rơi xong đổ tùng lum hết đồ đặc luôn. Sắp tới Miku sẽ lần đầu tiên đi chơi gốp với khách hàng ở chỗ làm nên cô đang tập thử. Tatsu từng chơi môn này rất nhiều với đại ca nên anh sẽ dạy cho vợ. Đến với câu lạc bộ đồng quê một nơi rất rộng rãi. Vũ khí đầu tiên được chọn là gây số một. Anh để chân cách nhau cỡ một con dao găm rồi chân trái phía sau viên đạn và trừng mắt lên. Giữ yên đầu sau đó xoay hông và đánh. Nhìn quả bóng tưởng như bay xa nhưng thực chất lại di chuyển một đoạn khá ngắn. Tatsu nói đó là kỹ thuật cần đảm bảo không bao giờ được đánh xa hơn xếp. Vì lúc trước đã từng có tên thuộc hạ đánh xa hơn đại ca và cái kết cậu ta tiêu tan luôn. Miku cũng thử làm theo đánh một cú thì ngay khi đánh lên cao Tatsu dặn cần phải hét lên đánh đẹp lắm. Và thế là sau một hồi tập tành cuối cùng Miku đã đánh gần trúng lỗ rồi. Cơ mà một con quạ từ đâu bay qua ăn cắp quả bóng luôn. Hôm nay Tatsu cùng với vài đàn em đến địa bàn của đại ca để hái mang tre. Vừa mới thấy một búp mang tre thanh niên Masa đã gào mồm lên chuẩn bị thu hoạch nó. Thế là anh bị Tatsu cho một phát vào mồm. Tatsu nói thứ này già quá ăn sẽ rất đắng. Nên chỉ cần lấy những cái mới nhú lên thôi sau một hồi cũng đã thu hoạch được một mớ thì hú hồn thấy mấy con khỉ đang tính ăn cắp trên địa bàn của mình masa vên mặt lên mắng thì chúng nó gọi thêm hội đến quay lại đột kích nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đám khỉ đã bê hết sạch chỗ búp nãy giờ kiếm được đi mất tiêu chỉ còn đúng một bút mang đem về đại ca chắc chắn sẽ không bỏ qua cho masa nhưng tatsu đã nghĩ ra một cách anh liền nấu cho đại ca một bữa cơm trộn với canh và trứng hấp hai người đứng nuốt nước bọt ở ngực một góc vì sợ ông phát hiện ra cũng may đại ca chỉ nhận xét mang được cắt lát mỏng Hôm nay Tatsu tới cửa tiệm ẩm thực Trung Hoa của anh Chen. Đây không phải nhà hàng tàu khựa bình thường mà nó có thực đơn bí mật đa dạng. Với món lẩu tứ xuyên cực cay này, chỉ món ăn được hết trong 30 phút thì sẽ không phải trả tiền. Đúng là chuyện nhỏ đối với Miku và Masa, ba người bắt đầu gấp vội vàng bỏ miệng. Nhưng mới chỉ miếng đầu tiên đã phụt cả ra về độ cay cực khủng khiếp. Cơ mà nó thực sự kích thích ba người không thể dừng lại được. Tatsu nhắc nhở vị cay không dễ tan trong nước mà nó sẽ càng lan trong miệng nhiều hơn nhưng có vẻ là quá trễ vì cô vợ đã uống hết một hơi rồi. Người thứ nhất gục ngã, đến lượt Masa cũng gục ngã. Ngay sau đó luôn chỉ còn một mình Tatsu quyết trả thù. Vì cay thì cũng gục ngã vì no bụng. Anh quay sang bên kia thấy thanh niên này ăn hết cả nồi luôn rồi. Chuyển cảnh mới sáng ra đã có người bấm chuông cửa nhà Masa in ỏi. Mở cửa ra thì anh hú hồn đó là Tatsu đi kiểm tra vệ sinh đột xuất. Vừa mới tới lối vào đã ngửi thấy mùi ẩm mốc tích tụ khắp nhà massage chỗ nào cũng bốc lên mùi hôi từ giày ẩm rác trong bồn rửa đến quần áo phơi trong nhà. Tatsu đã mang đến một thứ có thể xoay chuyển tình thế đó là trà thảo mộc và anh buộc duy băng quanh lọ nhìn cho dễ thương. Tiếp theo buộc các loại thảo mộc yêu thích với nhau để làm vòng hoa. Vòng hoa oải hương cho phòng ngủ giúp làm giảm căng thẳng ở dây thần kinh giao cảm. Oải hương xanh trong nhà vệ sinh, bạc hà cho nhà bếp. Nhà massage có khá nhiều rán nhưng không phải lo vì bạc hà cũng có đặc tính đuổi côn trùng thấy cậu ta nhấc bổng con rắn lên tát su liền cuộn tờ báo lại định đập một phát mà lại vụt nhầm chúng cậu ta bay tung cả cửa tại quán nước mấy cô gái kể chuyện dạo này rất thích chọc lên đó là bộ mua dùng kim chọc vào rồi cho thêm màu sắc tới cửa hàng đồ thủ công tatsu mua một cái tự làm mèo chọc len đem về tặng miku mà bất ngờ lại thấy bà trùm băng toji cũng đang tìm món này nhưng mãi không thấy đâu thấy tay tatsu cầm một bộ bà tỏ vẻ ai mà thèn có hứng thú với cái món đồ này nhưng nghe tin chỉ còn duy nhất hai bộ bà lập tức đón lấy nó luôn rồi hớn ha hớn hở cười. Mà điều quan trọng là bà cần Tatsu dạy cho mình cách làm cái này như nào. Vậy là hai người đến quán ăn rồi lọ mọ sử dụng kim chọc để tạo hình con mèo. Với một tốc độ phi thường Tatsu dùng các kim khác nhau cho bộ phận khác nhau. Bản năng săn mồi của anh vẫn sắc bén như xưa. Vậy là đã sửa xong giúp cô một cái đầu mèo làm bà chủ thở dốc mà hít lấy hít để. Và cuối cùng tự tay cô đã hoàn thành nốt phần thân khi quay ra thấy thánh tát Xu còn làm xong một con đẹp y xì mèo thật diên đang nằm dài trên một bức tường thì có anh thanh niên lại gần muốn vuốt ve nhưng nó đập cho cái anh vẫn cho rằng chắc nó chỉ đang sự thôi nên lấn tới và cái kết thánh bị ba lần hôm nay cả nhà tổ chức một buổi kể chuyện ma mở đầu từ mi cu và cái hồi cô bắt đầu làm ở công ty chưa tròn một năm do hôm sau có buổi thuyết trình nên phải làm việc muộn ở văn phòng đột nhiên nghe thấy tiếng cọt kẹt khủng khiếp ngay sau đó cô đứng hình không thể cử động được đến nỗi toát mồ hôi lạnh và máy tính cũng hoàn toàn đơ tôi dẹp đi giờ đến lượt chuyện ma thực thụ của masa cậu đã từng nghe một đàn anh kể rằng nhiều năm về trước ở quê nhà cậu có một tòa nhà ma ám mà ai cũng biết đến một đám thanh niên thử thách lòng gan dạ tới ngôi nhà bỏ hoang đó đang giữa mùa hè nhưng một người lại run rẩy nói lạnh quá và khi đèn pin được chiếu rọi tới người ấy thì phía sau anh ta xuất hiện một phụ nữ tóc dài choàng trang phục trắng cô ta có chiều cao đáng gờm và bất ngờ bó bằng bốn chân như một con thú cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy không hiểu sao họ lại đang nằm ngoài bãi đỗ xe. Misei nghe xong mà đơ người ra vì chẳng hiểu gì luôn. Giờ đến lượt Tatsu kể câu chuyện về một lời nguyền mới xảy ra hôm trước. Đó là một ngày mưa ẩm ướt anh đã ngủ gật thì nghe thấy tiếng nhạc sôi động từ TV đang bán hạ giá của tuyết tươi. Tatsu như đứng hình đi vì chúng quá rẻ. Thế là trước khi nhận ra thì anh đã gọi điện đặt hàng. Ngày hôm sau cô được ship đến nhưng khi mở tủ lạnh ra định cất vào thì Tatsu chợt nhận ra ở sâu trong tủ lạnh có một túi đã đặt hàng y hệt vậy từ một năm trước mà anh quên mất nó. Phải chăng Tatsu đã bị nguyền rủa bởi những con cua bị chua sống và lãng quên? Hai người nói đó là bệnh đáng trí mà ông nội. Tại công viên người mẹ này đang nhờ anh xử lý dùng mình cô con gái 5 tuổi vì nó không chịu ăn rau. Với lại người mẹ cũng không thoát khỏi nấu ăn cho lắm nên mong tìm cách khiến cô bé ăn rau. Tatsu đến nhà cô bé và hỏi đang làm gì thì cô bé đáp cô đang nấu ăn rồi mời anh ăn. Tatsu giả bộ khen ngon và nói nếu có chút cà rốt để trang trí cho thêm sắc màu thì sẽ tuyệt hơn con. Bé lập tức thay đổi 180 độ người tỏa ra thần khí cấm chú đừng bao giờ nhắc đến từ cà rốt. Sau đó Tatsu đã làm một phần ăn đặc biệt dành cho trẻ con thì con bé có vẻ rất phấn khích. Nhưng trước khi bỏ vào miệng không quên hỏi do không có thứ gì đáng ngờ bên trong chứ. Rồi với đôi mắt đỏ ngầu quay lại hỏi thế hành tây này là gì. Mặc dù đã xay rất nhỏ để giấu kỹ nhưng bé nó chỉ cần ngửi thấy mùi. Thậm chí cô bé còn biết rõ nó được xay thành sốt dệt và nấu lên để giấu cà rốt bên trong. Hết cách tắt su đành lôi một củ cà rốt trong người ra kể chuyện cà rốt nhỏ được bác nông dân chăm bón cẩn thận. Nhưng nó vẫn luôn bị bọn trẻ đối xử rất xấu tính. Cà rốt nhỏ chỉ biết cầu xin trẻ con thích cà ri nên xin hãy trộn nó vào cà ri để được mọi người ăn trong vui vẻ. Vậy là cô bé cũng những cảm động mới quyết định ăn một chút. Hôm nay ông chủ nhà đang chiến đấu với cỏ dại. Thế là Tatsu muốn giúp một tay và triệu tập thêm Masa tới. Nhưng mới chỉ được có một lúc cậu ta đã bị thương vì bọn chúng có vũ khí sắc nhọn. Tatsu túng cổ mắng đừng bao giờ coi thường cỏ dại có gai mà cần trang bị vũ khí đầy đủ vào. Hai người coi đám cỏ là băng đối thủ và chiến đấu quyết liệt với chúng. Masa thông báo đã diệt xong bọn này rồi cơ mà dễ gây vẫn còn đó nên chúng sẽ sớm mọc lại. Tatsu nói một khi đã nhổ là cần phải nhổ tận gốc dễ bằng cách sử dụng hỗn hợp đặc biệt. Tatsu đã làm từ giấm vào bột giặt độ axit cao của giấm có tác dụng chống cỏ dại. Lại đúng lúc đó ông chủ nhà mang ra mấy cốc nước giấm mời nữa thì đúng ám ảnh luôn. Nhưng nước giấm táo này quả thật ngon và nó đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Chuyển cảnh hai cậu nhóc đang tranh cãi nhau xem loài bò của ai mạnh hơn thì Tatsu nhắc nhở đừng cãi nhau nữa. Đúng lúc đó Hồ Năm đấm thép nghe thấy liền chen vào phản bác ý kiến vừa rồi về loài bọ vừng của anh. Thế là từ hai đứa nhóc giờ thành hai ông cháu này cãi nhau vì mấy con bọ. Tatsu thì về phe loài bọ kiến vương là mạnh nhất. Vậy là hai bên chia ra tát su sang nhà cậu nhóc này để chiêm ngưỡng con bò kiến vương. Ông chú đã nấu rượu gạo với đường nâu sẽ khiến con bọ sung sức hơn rồi đem chúng ra tập luyện. Về phía cậu nhóc thuộc phe bỏ vừng thì được hổ nắm đấm thép mười ăn bánh kép. Nhưng sắp đến giờ cơm rồi nên cu cậu từ chối và về nhà đem con bỏ của mình ra cho chú xem. Vậy là hai bên đã đụng độ thách đấu nhau và đặt hai con bọ dạng nghênh chiến. Trận chiến thật sự rất mãn nhãn bốn người xem không rời mắt. Không ngờ hai con bọ tự nhiên mở tung cánh ra xong bay mất hút. Các ông bà này đang than thở khách hàng không còn mua sắm ở những nơi của bọn họ nữa. Vì đã mọc lên các trung tâm mua sắm, họ định bỏ cuộc thì Tatsu dõng dạc không thể để địa bàn mình bị phí phạm được. Mùng liên tục giới thiệu tay thì sử dụng luôn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng độ sắc bén của nó. Có vẻ cũng thành thật khách kéo đến mua kha khá. Tiếp theo là bán áo len biệt đội cũng là một màn giới thiệu dài dòng. Nhưng thanh niên này nhận xét đó là hàng của mùa trước rồi. Tatsu còn rêu rao anh không làm việc này vì tiền. Nên dần dần anh càng giảm giả xuống hơn nữa nghe đến đoạn mua một tặng một thanh niên kia lập tức chốt luôn làm mọi người xung quanh được phe ngỡ ngàng miku trên đường đi làm về thì tình cờ thấy cái áo len biệt đội nửa đêm cũng ngỡ ngàng không kém chuyển cảnh vào một năm trước là cái ngày mà tatsu đang xin lỗi vì buộc phải lấy bi của con jin tại bệnh viện thú y nơi mà jin bị triệt sản nhìn mặt nó trông rất tội nó khóc hết nước mắt cảm ơn các bạn đã xem bộ phim nhớ bấm like đăng ký kênh nhấn chuông để đón chờ những bộ phim tiếp theo nhé